Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần. Đại Nghĩa xin thay mặt cho những người sản xuất chương trình, cho anh em nghệ sĩ xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả gần xa lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc. Và thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình Hát Mãi Ước Mơ của năm Nhâm Dần thì sẽ có một cái phần quà đặc biệt đến từ các vị giám khảo quen thuộc của chúng ta. Tiết mục đó là một tiết mục mà thay cho lời chúc mà mọi người gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Sao lá đầy chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn viên ngọt say. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạn nắng trong gói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa. Để diều căng gió hòa câu hò đôi lứa trong sớm vang chuông chùa trăng sáng soi liếp dừa con sông dài mây nhai cắn trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân che nô đùa khắp trời niềm yêu đời vơi vơi. Bài thơm sương hồng, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, nước hoa vào phố nhỏ, nhà tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân. Quý vị khán giả, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Anh Cho Em Mùa Xuân, nhạc của Nguyễn Hiền, lời thơ Kim Tuấn, với phần trình diễn của bộ ba giám khảo Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu giám khảo danh ca Ngọc Sơn, giám khảo ca sĩ Võ Hà Trâm, và ngày hôm nay giám khảo khách mời ca sĩ Dương Ngọc Thái. Anh Cho Em Mùa Xuân mà chúng ta mang mùa xuân đến cho tất cả mọi người, đó là lời chúc chung của tất cả chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên mang tên Ước Mơ. Có rất nhiều những ước mơ trong cuộc sống này, và đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì ước mơ đó nó rất là gần gũi, nó rất là thiết thực, là ước mơ cho những người thân của mình được mạnh khỏe, được lành mạnh, cơm no, áo ấm. Và câu nói có người hiến gan, đó là một ước mơ, có lẽ là ước mơ lớn nhất trong suốt cuộc đời của cô Lê Thị Quy, mong muốn cho đứa con trai của mình có cơ hội để phẫu thuật thay gan. Và khi mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, đâu vào đó thì rất tiếc là không đủ kinh phí để có thể thực hiện được ca phẫu thuật này. Vì thế cô đành phải ngậm ngùi đưa con của mình quay trở về. Con tên là Trịnh Nguyễn Hồng Minh, năm nay con 15 tuổi và hiện con đang học tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng. Dạ cũng nhờ một người chú của con có nói cho con biết về hoàn cảnh của gia đình cô Quy. Thì khi mà nghe về hoàn cảnh của cô thì ban đầu con thực sự rất là sốc khi mà thấy người mẹ có thể kiên cường, có thể bản lĩnh như vậy để mà nuôi 6 đứa con. Cô nói ai gọi là gì, cô làm gì cô cũng làm, đi làm ô xin, đi làm thuê, đi bán vé số, vé đồ chứ cô cũng là tài quá hết đó, cũng làm được hết đó.
Thì con bệnh tật, đau bệnh tật là đau hết ba đứa. Một đứa bị tai nạn nắng, hai đứa thì gan thèn lết to, gan to, thèn to, sơ gan. Bác sĩ nói đi giờ chưa là có một người Hà Nội họ hiện gan để cho ghép. Cháu là mỗi gan đã bị sơ nặng rồi. Và họ có hỏi giờ chưa kinh phí cô có được 300 triệu không? Cô nói đi giờ chưa là gia đình là chưa nói tiền mà ghép gan thì không có khả năng luôn, không có một đồng nữa. Hai mẹ con khóc. Giặc nhau về rồi đó. Con cũng biết là trong đó có hai chị em gái là cũng trạc tuổi của con. Và khi mà nghe đến hai chị em thì con thấy sao mà bất công quá. Ước mơ con là làm được làm thông viên viên được đi khắp nơi để tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Giờ mẹ kêu là thôi giờ con muốn học mẹ chứ giờ mẹ ăn đau tiền đủ ăn rồi lấy tiền đâu ra mà học. Giờ con muốn đi học bằng bạn bằng ba. Và khi mà đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì con nói thật sự là quá là xúc động, đúng nơi mà mình cần đem cái tiếng hát của mình đến với những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Em sẽ cố gắng hát thật hay, thật tốt để giành phần thưởng của chương trình về giúp cho chị Thúy thực hiện được ước mơ của mình và lan tỏa câu chuyện của gia đình cô Quy đến với tất cả mọi người. Vì chúng ta vừa nghe một sáng tác của nghệ sĩ Trịnh Công Sơn Cho Đời Chúc Ơn với tiếng hát của Hồng Minh. Con bước ra con như một thiên thần á. Tà áo của con, mái tóc của con, gương mặt của con và giọng hát của con, tất cả cô phải nói là sao mà ông trời có thể ưu ái cho con đến như thế, cho con tất cả để con có thể tỏa sáng trên sân khấu này. Cảm ơn các vị giám khảo, chúc mừng con với phần trình diễn vừa rồi nha. Và hình như hôm nay cô Quy cũng có mặt tại đây phải không con? À, em xin mời chị ạ. Em chào chị Quy ạ. Bé đây là bé nhỏ, bé út của mình phải không ạ? Con tên gì? Con tên Ma Xuân Tiễn. Năm nay Tiễn mấy tuổi rồi? Con 9 tuổi. Dạ chị, cho em hỏi phải chăng bé của mình đây là cũng đang bị gan phải không chị?
Vậy hiện nay thì sức khỏe của cháu như thế nào rồi chị? Thì cũng hay đi viện lắm, mới cứ tháng đi 2 lần, 3 lần. Dạ. Bác sĩ về cháu đừng đi làm, nhưng cháu về thấy không có tiền, cũng đi xe chạy cả rạp mà ngày mà nào đi làm, trốn mẹ đi chạy nữa. Tự nghĩ nữa là thương đứt rốt mà con quá tuổi, không biết. Chị Quy ơi, chị bình tĩnh lại, em cảm thấy rất là thương cho gia đình mình. Kiểu như là lực bất tòng tâm á. Ngay cả chị, ngay cả đứa con lớn cũng vậy, lực bất tòng tâm, muốn thương mẹ, thấy mẹ vất vả, muốn đi kiếm tiền về phụ mẹ nhưng sức khỏe không đủ. Rồi bản thân chị cũng cố gắng để kiếm tiền nuôi con, kiếm tiền chữa chạy cho con, nhưng cũng không thể nào chạy chữa được cái số tiền quá lớn đó. Thì em rất là thương. Và nhìn cái bé nhỏ này mà 9 tuổi mà có chút xíu vậy đó, mà còn bị bệnh gan nữa. Em thấy cái bụng bé nó to lên đó, em cảm thấy thương quá trời luôn. Ngọc Sơn cũng gửi đến gia đình một món quà nhỏ nhỏ, đó là 10 triệu. Cố gắng vượt qua nha. Nè con ơi, đây bác tặng con nha. Thôi nha. Dạ con cảm ơn bà. Trời. Chị phải rất là mạnh mẽ lắm để có thể chăm sóc cho con chị bệnh hoạn bao nhiêu năm nay. Dạ. Em gửi gia đình mình 10 triệu và em muốn nhắn nhủ với chị rằng á, những đứa con nó luôn luôn cần mẹ. Dạ. Cho dù chị bi quan nhất, có lúc cùng cực nhất, chị cũng hãy nghĩ về con để chị tiếp tục chị đấu tranh, chị chiến đấu với những cái khắc nghiệt của cuộc đời. Cho cô ôm con một cái được không? Cho cô ôm hay mấy đứa nhỏ được, cô ôm thương quá. Đôi khi ta lạc lối mông lung. Dạ con cảm ơn cô Trâm. Dễ thương quá luôn, sáng bé cái mặt sáng trưng luôn. Em cũng hôm nay thì không biết nên không đem tiền mặt theo, thì có ký set đây 5 triệu gửi tặng cho gia đình. Mong là chị sẽ vượt qua, mình còn hy vọng hai đứa con gái nữa. Dạ, cô cảm ơn. Dạ. Cho chị và các cháu sẽ vượt qua được những cái giai đoạn ngày tháng khó khăn này chị nha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ em mời chị với cháu có thể về chỗ ngồi để tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của hai bà cháu ở vùng đất Bình Thuận. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi là Đặng Thanh Đức, hiện nay tôi đang công tác tại trung tâm chính trị của huyện Tuy Phong. Thì rất là nhiều lần tôi gặp cô Thanh, là giáo viên của em Thắng. Thì tôi với cô Thanh là đồng nghiệp cũ, cũng thường xuyên trao đổi và thấy những hoàn cảnh khó khăn là thường xuyên giới thiệu cho nhau. Thì đây có thể nói là một cái hoàn cảnh mà tôi đặc biệt khó khăn. Mà bà ngoại thì đau yếu, một mình hai bà cháu đùm túm với nhau. Và cố gắng đến giờ phút này là đối với những người bình thường như tôi, là tôi nghĩ chắc có thể là tôi đã bỏ cuộc giữa chừng. Thì qua rất là nhiều lần tâm sự với bà đó, thì bà nói là chắc bà không sống nổi. Những giọt nước mắt làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi tên là Lý Thị Hương, năm nay tôi 82 tuổi, quê ở xa, quê ở Sóc Trăng. Tôi gọi anh đi hả? Dạ, thường là em ở nhà bán quán, có người sai mua đồ em thì em đi mua, người ta cho chị, cho tiền em. Dạ, em thích đi học nhưng không có điều kiện. Em định học xong lớp 9, em nghỉ theo ông ăn làm nghề sushi về lo cho ngoại, lại tiền thuốc men. Có một lần thì tôi hỏi bà cụ của em đó, thì bà của em nói rằng là sáng sớm là xin tiền để mà đi ăn sáng đó. Thì bà nói là không có tiền, thì giờ nhìn ở trong nhà thì chỉ còn có cái trứng, thì đập cái trứng ra rồi ốp la chẳng hạn, rồi sắn một nửa ăn để trưa đi học về ăn tiếp. Và cái cảnh đó làm cho tôi cứ nghĩ hoài. Nhiều khi em không ăn, ra ngoài chợ xỉu, người ta cho lễ em, cho em cháu sữa đưa em về nhà. Tôi ước mơ là sao là tôi có tiền cho cháu ăn, cho nó đi học, kệ nó tôi ở nhà ăn cái gì cũng được, chứ nhịn cũng được. Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp cho em Thắng hoàn thành tốt cái việc học và giúp đỡ ngoại trong cái cuộc sống trong thời gian sắp tới.
yêu con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đồng đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đồng đà. Tình nghĩa trước sau. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Yêu Dân Tộc Việt Nam, là một sáng tác của chính giám khảo Ngọc Sơn ở đây qua phần thể hiện của Thanh Đức. Vừa rồi thì khi nghe cái bài hát này cất lên, anh Sơn cảm nhận như thế nào ạ? Đức ơi, em hát Yêu Dân Tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, nghĩa là cái độ ngân, độ dừng làm sao cho nên hát lên một cái là nghe rất là mạnh, mở khẩu miệng này nọ, tôi rất là hài lòng. Chúc mừng, chúc mừng em đã nhận được lời khen tặng từ chính tác giả của bài hát này. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với gia đình của Thắng nha. Thắng với là bà thì không có vào đây để tham gia được, là bởi vì bà lớn tuổi rồi, mà bà mà xa cháu một ngày là bà không chịu được, bà sẽ khóc rất là nhiều. Anh nghe nói như vậy không biết có đúng không Đức ha? Dạ đúng à, tại vì hai bà cháu là đùm túm nhau từ lúc Thắng có 3 tháng tuổi thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ chương trình để kết nối với gia đình của cháu Thắng để mình có thể trò chuyện với cháu được nhiều hơn nha. Con chào bà. Dạ, bà ơi. Bà ơi, con chào bà. Nghe chào chương trình, chào cô. Dạ, con phụ nhà mình 5 triệu cho bé nó có đồ ăn, nó ăn đủ dinh dưỡng, nó đi học không có bị xỉu nữa nha. Rồi con hãy cố gắng nha. Con thương bà nhiều thì cố gắng giữ sức khỏe. Chú Sơn gửi phụ gia đình 5 triệu nha. Cố gắng giữ vững tinh thần nghe con. Dạ. Vừa rồi thì cô Trâm với chú Ngọc Sơn cũng có hỗ trợ cho nhà mình một phần nào đó ha, với chú Nghĩa cũng sẽ hỗ trợ cho con một ít để coi như là cái tiền học phí của con nè, cũng như là một ít tiền ăn cho con cùng với bà nha. Chú Nghĩa gửi cho nhà mình 3 triệu con nha. Dạ. Thì chú Thái nữa cho hai bà cháu 5 triệu để lo cho học nha, cố gắng nha. Rồi bây giờ thì con xin tạm biệt bà nha. Con chào bà, chúc bà nhiều sức khỏe và chúc Thắng con cũng nhiều sức khỏe và học giỏi con nha. Con cảm ơn chương trình, cảm ơn chú Đại Nghĩa nha, cảm ơn tất cả chương trình ủng hộ cho bà cháu tôi. Thưa quý vị, và câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ba chị em Cảnh, Tươi và Điệp. Đây là những cái tên rất là đẹp mà ba mẹ đã đặt cho các em, nhưng tương lai phía trước của các em có lẽ sẽ rất khó để có thể đẹp được như cái tên mà ba mẹ đã trao. Mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện này nha. Tháng 9 năm 2010 là đẻ cái thằng út. Mùng 10 tháng 10 thì mẹ mất. Đến năm 2012 thì bố nó rút khẩu đi, nó đốm bỏ lại. Từ năm ấy về không thấy cái tang tích thì bố nó không biết đường đi lần. Các con, các cháu nó cũng không có được đồng nào. Thì chỉ có bà ngoại đi bới về cho ăn học thôi. Bữa cơm với lại bữa ăn khi có thịt cả là những thứ quá xa xỉ á. Dạ, con tên là Lan Thị Cảnh ạ. Hiện tại là con đang sống với ông bà ngoại. Mẹ con thì mất rồi, còn bố con thì bỏ đi ạ. Mẹ nó mất hơn chục năm rồi nhưng mà chưa cả sang được cá cho mẹ nó. Thế có khổ không? Chúng thì được 3 năm thì chúng lấy lên rồi. Mình thì cứ nằm ở dưới kia thôi. Không biết nó thế nào. Dạ,
cái nhà nó sập từ cái năm 2007, sập thì nó không chịu xuống nhà. Thì ông thì cứ dối nó bảo là đi xuống nhà với ông bà thôi, không ở đây được đâu. Chục mưa gió thế này nó sập xuống, nó đổ, nó vùi đất, vùi ngõ cho cháu hết đi. Thì ông bà không bới được cháu nói, dỗ mãi thì nó mới chịu xuống. Tôi là Trần Thị Băng Thanh. Sau khi mà biết đến hoàn cảnh của bà Trần Thị Ngân thì tôi cũng rất là đồng cảm và xúc động rất là nhiều. Và tôi sẽ hát cho hoàn cảnh của ba em Cảnh, Tươi và Điệp, giúp các em thực hiện ước mơ của mình. Chúng ta vừa nghe tiếng hát của Băng Thanh với ca khúc Phận Mồ Côi. Và ngày hôm nay Thanh đến đây để kể cho chúng ta nghe câu chuyện của ba chị em Cảnh, Tươi và Điệp. Có bé Cảnh đến đây cùng với chúng ta phải không Thanh? Dạ vâng ạ. Dạ con chào các cô chú ạ. Cô xem cái hoàn cảnh của gia đình mình á, không phải cô nữa mà mọi người ở đây đều rất là thương và rất là đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình mình. Không có một lời nhắn nhủ hay là gì từ bố hả con? Dạ con không ạ, bởi vì bố con bỏ đi không quan tâm đến con ạ. Con chỉ muốn là xây một căn nhà bé để cho hai ba chị em sống với ông bà thờ cả mẹ nữa. Cảnh ơi, chú chỉ khuyên con như thế này. Con hãy cố gắng lên, mình còn đầy đủ trí óc minh mẫn, điều đó rất là quý giá. Con hãy cố gắng nha, cố gắng hơn nữa, đừng bao giờ bỏ cuộc hết. Hôm nay chú gửi tặng ủng hộ cho gia đình một món quà nhỏ nhỏ đến 5 triệu. Con hãy cố gắng vững tâm lên nha con nhé. Cố gắng nha. Dạ con cảm ơn chú. Cô Trâm cũng gửi gia đình mình 5 triệu nha con, để mình trang trải cuộc sống. Chú rất là vui khi mà thấy con gia đình khổ, nhưng mà con cố gắng học tới lớp 11 rồi, thì bây giờ
Cái niềm vui nhất của ông bà là nhìn thấy tụi con cố gắng trưởng thành, học cho giỏi, để sau này mình không khổ hoài. Khi mình có trình độ mình học, mình sẽ thay đổi cuộc đời. Và chú thì cũng góp một cái phần nhỏ là gửi cho gia đình có 5 triệu để lo cho con học cũng như phụ giúp cho gia đình nha. Đàn đêm, trái tim ta. Rồi bây giờ thì con có thể về chỗ của mình để tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay nha. Cái phần dự thi vừa rồi của Thanh thì các vị giám khảo nghĩ sao? Chắc chắn mà coi cái video đó là ngồi ở trong là nghẹn rồi. Làm sao mà ra mà thể hiện được bài hát cho tròn trịa được. Cái bài này cái ca từ rất là hay. Em bị nghẹn đó thì cái chữ nó không được tròn trịa. Nhưng mà cái bài này em thể hiện tình cảm đầy, đông đầy cái tình cảm. Cho nên là em rất là cảm ơn chị đã mang đến một cái trái tim thật là đẹp, một tấm lòng thật là đẹp. Và em chúc cho chị sẽ tự tin hơn ở vòng tiếp theo, để biết đâu được mình có thể kiếm được phần quà ý nghĩa về cho gia đình của em Cảnh. Cảm ơn các vị giám khảo. Ráng sống vì con, đó là câu nói của một người đàn ông hơn 30 tuổi, từng ngày vật lộn với căn bệnh của mình chỉ để kéo dài thêm sự sống, không phải cho anh ta, mà chỉ để mong mang đến một phần cơ thể của mình dành tặng cho đứa con của mình, để giúp con của mình có thể sống dài hơn, sống lâu hơn. Câu chuyện đau lòng này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trương Phương Đông. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế. Em cũng là một người hay tham gia các hoạt động thiện nguyện. Và trong một lần em đi thiện nguyện thì em vô tình gặp được hoàn cảnh của anh Khanh. Và em biết đến hoàn cảnh của anh Khanh là một người, trước đó anh là một người hoàn toàn rất khỏe mạnh. Nhưng mà một biến cố nó xảy đến quá nhanh và anh hiện tại không còn khả năng có thể làm việc được nữa. Em thì coi như là đi bệnh viện thì khóc. Nói chung là Hà Nội rồi chứ cũng có đi hết rồi. Nhưng mà nằm một thời gian lâu rồi có cũng người ta cũng chưa nghiên cứu ra. Thì sau mà coi như là nghiên cứu ra là coi như là em là bị bệnh là teo cơ tự nhiên. Bác sĩ họ nói là cái bệnh đó là coi như do men trong máu cao quá. Thành như hủy hoại cơ. Mình như là một người hiếm. Không mà không có một cái gì nhưng mà không có như thế thì sống rồi, sống ngay giống như là không xin nữa. Nhất ngoài họ thờ mà đi không hồn là mình xéo tháng một khó khăn nữa mà thì khó khổ lắm. Mình không may mắn như thế nào. Mình không nhìn may mắn. Nhớ nhờ không nhìn may mắn. Mọi người lúc là nhìn ra không nữa. Là thầy bán. Bán mắt thôi. Bán mắt ở đây 15 năm. Như lúc là cũng nhìn ra là thầy ổn. Bán ơi đi. Chả nhau ngoài. Năm đó, mà anh đâu, là anh nghĩ rồi, là hư mộ rồi. Nhưng mà mẹ tính mở mắm á, thì khổ lắm, sống, không có sống, mẹ nhìn mặt con. Nhưng khi lớn nhà, mà khi có một mái nhỏ nhỏ đó, là được mong không. Chờ họ đi không biết một lâu á. Mà cũng được gì được. Đợi mình một người mới thương. Chứ gì đó đó nhờ. Nhưng mà đợi mình thì nói là hòa khó. Khó khăn. Nhưng cũng làm được. Mà cũng được những lúc nào mình làm được. Để thằng con của anh Khánh cũng vất vả theo hắn. Tại vì thằng bị teo một quả thần rồi. Nên khi đi đóng ba, nếu mà mình đi, nếu này lại đi lỗi cho con mình. Năm 28 là con hồi ra Hà Nội. Thì
cho nhau không là khó nếu là mình nhiều mệt mỏi mà gì đúng không, nên là anh lúc nào mới hỏi mình là mình như khi nhà sống này mà như thằng không này mà hiểu không là khi mà nhóc một người và là thằng mình học hồi khỏe là mà thể hiểu nhưng nó mơ hồ không hỏi là nhưng nếu mà không hỏi là khó thì anh nghĩ là mà chẳng có một mình khó à, em nghĩ thì sau này em cũng sẽ là một người cha và em thử là đặt cảm giác của mình vào đó. Nếu như mình sau này mà cũng như anh Khanh thì mình sẽ như thế nào? Và em rất muốn làm một việc gì đó có thể mặc dù là rất là nhỏ thôi nhưng mà em vẫn muốn mang cái giọng hát của mình để có thể một phần nào đó giúp cho anh Khanh thực hiện được ước mơ của mình. Ca khúc Con của cha ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với tiếng hát của Phương Đông. Chào em. Em chào anh. Chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với anh Khanh nha. Một cuộc điện thoại từ chương trình sẽ kết nối chúng ta với anh Khanh. Chào anh Khanh ạ. Chào bác. Dạ. Dạ. Bé trai năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi anh ha? Dạ. Ba tuổi thôi. Bác sĩ có nói là khi mà bé 4 tuổi thì mình đã có thể ghép thận được đúng không anh? Dạ. Dạ. Và cái chi phí ghép thận đó là khoảng bao nhiêu anh hả? Dạ. 360. 360 triệu. Wow. Không biết là hiện tại là
cái sức khỏe của anh Khanh á, anh cảm nhận trong cơ thể của mình á thì nó được bao nhiêu phần trăm? Ba mươi phần trăm. Em cầu chúc cho anh, cũng cầu chúc cho gia đình mình sẽ đủ nghị lực và sức khỏe để vượt qua. Em gửi gia đình anh 10 triệu. Hoàn cảnh này rất là đáng thương tâm. Ngọc Sơn xin đóng góp vào gia đình 10 triệu. Và em cũng đóng góp vô 5 triệu để gửi tặng cho gia đình. Thì hy vọng là gia đình mình sẽ vượt qua và sẽ theo đúng nguyện vọng của anh, là sẽ giúp cho con mình khỏe mạnh. Cảm ơn các vị giám khảo, và bản thân của đại nghị cũng xin được gửi đến gia đình của mình số tiền là 5 triệu đồng nha. Sao một cây làm chẳng nên ngon, nhiều cây chụm lại lên hòn núi cao. Đủ thôi, sẽ đủ thôi. Cố lên nha anh Khanh, mạnh mẽ lên nha anh Khanh. Còn bây giờ thì hãy quay lại với tiếng hát của Phương Đông trong ca khúc vừa rồi. Và Phương Đông phải nói là khi mà bạn cất tiếng hát lên, Trâm cảm thấy là trời ơi, giống như là mình đang đắm chìm trong không gian âm nhạc. Bạn hát quá hay, quá tình cảm luôn, cái giọng hát xuất sắc luôn, giọng dày ấm vang. Phải chọn đúng cái bài, quá hay luôn. Chúc mừng em, hôm nay phần trình diễn của em rất là tuyệt vời đó Đông. Thưa quý vị, bây giờ thì các thí sinh đã quay trở lại Thanh Đức, Hồng Minh, Băng Thanh và Phương Đông. Chúng ta sẽ chờ xem điểm số dành cho chúng ta ở vòng thi này như thế nào. Điểm số này sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh của chúng tôi. Xin mời. Điểm số vòng 1 dành cho các thí sinh như sau. Băng Thanh 80 điểm và Phương Đông 88 điểm. Chúc mừng Phương Đông, em là người có điểm số cao nhất ở vòng này. Em sẽ được quyền chọn một bạn trong số những người còn lại để hát cùng với mình ở vòng sau. Em muốn hát cùng với ai nào Phương Đông? Dạ, em xin lựa chọn hát chung với bé Hồng Minh ạ. Như vậy là Đông sẽ hát cùng với Hồng Minh, còn Băng Thanh sẽ hát cùng với Đức nha. Chúng ta sẽ có một chiếc máy bấm ở đây, bấm để chọn bài hát cho vòng 2. Xin mời. Chúng ta đặt tay vào nút bấm nào. 3, 2, 1, bấm. Bài hát Xin Tươi Việt Nam, đó là ca khúc mà các bạn sẽ phải thể hiện ở vòng sau. Mời các bạn về chỗ nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân, đó là bài hát mà các bạn sẽ phải thể hiện. Mời các bạn về chỗ nha. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng mang tên Chinh Phục. Chào đón quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Đây là vòng thi thứ 2, vòng Chinh Phục. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp song ca đầu tiên, Băng Thanh và Thanh Đức, với ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân. Mang ý anh nghĩ đẹp trời ban, hướng
trong đêm giao thừa, hoa lòng khoe sắc mọi nơi, đông đủ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần Vừa rồi là phần trình diễn của đôi song ca Băng Thanh cùng với Thanh Đức trong cái khúc Ước Nguyện Đầu Xuân. Mặc dù là mới phối hợp với nhau thôi, mình thấy cũng nhịp nhàng ăn ý ha. Không biết ý kiến từ các vị giám khảo thế nào, mời Dương Ngọc Thái. Thanh bài này hát tốt hơn nè, bài này hát tự tin hơn nè, và nó cái giọng nó không có bị giống như nãy, nó tốt hơn rồi đó. Mặc dù là mới kết hợp nhưng mà hai bạn mà hát bài này giống như đã tập dợt trước vậy đó, mà chương trình này cũng hay ha. Tự nhiên bây giờ bóc bài nào chúng mày hát bài đó luôn hay à. Đó là mới là một cái hay đó chứ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai giọng ca còn lại. Đây là hai người mà hồi nãy khi họ hát ở vòng đầu tiên nhận được rất nhiều những cái lời khen tặng từ ba vị giám khảo. Vậy thì khi họ kết hợp với nhau thì tiết mục sắp tới nó sẽ như thế nào đây? Mời quý vị cùng theo dõi.
vừa rồi là ca khúc Xin Tươi Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với hai thí sinh Hồng Minh và Phương Đông. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời Võ Hà Trâm. Khi mà bước ra cặp song ca này, Trâm nó nói trong bụng là Trâm thưởng thức chứ Trâm không chấm điểm. Bởi vì hai cái chất giọng này nó mỗi người đã sở hữu một cái chất giọng quá tuyệt vời rồi. Và khi mà kết hợp trong cái bài hát này nữa, và rất là may khi mà cái tông á, nó được chuyển, phần nam vẫn hát được trọn phần nam, nữ vẫn hát được trọn phần nữ, và mỗi người đều khoe được cái chất giọng của mình, cái khoảng đẹp nhất của mình. Và bè bối rất là chính xác, hợp lý và khoa học, và cực kỳ đẹp đôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ mời hai bạn Băng Thanh cùng với Thanh Đức quay trở lại sân khấu để chờ đợi điểm số từ các vị giám khảo. Xin mời. Thưa quý vị, ở vòng này thì điểm số sẽ đến từ các vị giám khảo, sẽ rất là khó để các vị giám khảo có thể lựa chọn. Bây giờ mời các vị giám khảo bắt đầu với phần việc của mình nhé. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để xem coi điểm số mà giám khảo dành cho mình như thế nào. Xin mời. Đầu tiên sẽ là điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Minh 20 điểm, Thành Đức 20, Văn Thanh 20 điểm và cuối cùng là Phương Đông 20 điểm. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, điểm số từ giám khảo Võ Hà Trâm. Hồng Minh 20 điểm, Thành Đức 19 điểm, Văn Thanh 19 điểm, Phương Đông 20 điểm. Và cuối cùng, giám khảo Dương Ngọc Thái. Phương Đông cùng với Hồng Minh, các bạn sẽ bước vào vòng cuối cùng của chúng ta. Còn với hai bạn Băng Thanh và Thanh Đức, các bạn sẽ nhận được một giải thưởng khuyến khích, mỗi giải thưởng trị giá 8 triệu đồng. Xin mời giám khảo Dương Ngọc Thái và Võ Hà Trâm sẽ trao bản thưởng cho hai bạn Băng Thanh và Thanh Đức. Cảm ơn giám khảo Dương Ngọc Thái và Võ Hà Trâm. Và cảm ơn hai bạn Băng Thanh và Thanh Đức đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Còn với Hồng Minh cùng với Phương Đông, bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng cuối cùng, vòng thi mang tên Tỏa Sáng.
tôi sinh ra miền Trung nắng gió lòng nỗi lo bao phen cam go để tình người thêm gắn bó. Còn đây Trường Sơn ghi dấu chân bao anh hùng dựng xây giang danh truyền thống quê hương miền Trung. Khi tôi đi xa lòng luôn mong nhớ nơi quê nhà dù bao năm buồn bã mà kỷ niệm như hôm qua. Lần nữa chiều nghiêng tà áo em bay trường tiền thuần thơ hồn tôi nhẹ lữ lỡ theo dòng hương miền Trung bao nắng bừa đông đã trong câu hát xưa để người đi mang vẫn vương cô gái trong câu lý người thương người miền Trung yêu mến nhau cùng vượt qua gian lao khó khăn cùng hòa chung bao tiếng ca khúc hát ngân nga miền Trung mãi trong tim ta. Miền Trung bao nắng mưa đậm đà trong câu hát xưa để người đi mang vẫn vương cô gái trong câu lý người thương người miền Trung yêu mến nhau cùng vượt qua gian lao khó khăn cùng hòa chung bao tiếng ca khúc hát ngân nga miền Trung mãi trong tim ta. Sẽ là một bài toán đầy cái sự nan giải khó khăn hiểm hóc dành cho giám khảo của chúng ta đây. Khổ. Giám khảo ơi, nhận xét giùm em với, mời anh Ngọc Sơn. Trời ơi, thực sự chính mình còn hỏi con mà Dương thấy con chọn ai vậy, con chọn ai vậy? Thực sự thì giọng ca nam, giọng ca đẹp quá. Ô giọng ca này phải nói là nghe mà ghiền luôn đó cả nhà. Còn Minh con, Minh hôm nay hát bài này hay quá. Giọng của con thì thực sự chú đã thực sự rất là xúc cảm khi nghe giọng con hát và bài của con rất lợi thế đi thi. Tại nó có âm bực, có độ ngân nga luyến lấy, con làm rất tròn trách nhiệm. Và chú thấy chú đang nói chuyện với một thiên thần áo trắng. Tuyệt vời lắm, giữ nét đẹp đó, giữ giọng hát nha. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Dạ, cảm ơn ý kiến từ các vị giám khảo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho các bạn ấy điểm số như thế nào. Mời các vị giám khảo bắt đầu nha. Rất nhanh chóng, không có sự phân vân lưỡng lự gì cả từ quý vị giám khảo. Vậy thì điểm số là bao nhiêu? Mời mọi người chúng ta cùng quan sát trên màn hình nha. Đầu tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Hồng Minh 20 điểm, Phương Đông 20 điểm. Tiếp theo điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm. Hồng Minh thêm 20 điểm nữa, Phương Đông 20 điểm nữa. Và cuối cùng là giám khảo Dương Ngọc Thái. 20 điểm cho Hồng Minh và 20 điểm cho Phương Đông. Các bạn điểm số ngang bằng nhau, mỗi bạn đều có 60 điểm, nhận được điểm số tuyệt đối từ các vị giám khảo của chúng tôi. Nhưng vẫn còn một giám khảo khác nữa, đó là chiếc máy chấm điểm thông minh quy định 40% điểm số còn lại của chúng ta. Bắt đầu. Còn 3 giây cuối cùng, 2 giây, 1 giây, 3. 100 điểm cho cả hai. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Mỗi giải thưởng của chúng ta bây giờ sẽ có giá trị là 17 triệu đồng. Cảm ơn các vị giám khảo. Và chúc mừng cả hai bạn ngày hôm nay đã có thể mang về cho những gia đình mà mình đang muốn giúp đỡ những số tiền có thể giúp họ vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Hát Mãi Ước Mơ đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, yêu thương, theo dõi của tất cả quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Và chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau.